không được khiếm nhã với bạn anh như vậy. Lan Anh đâu có làm phiền gì vợ chồng mình. Cơm nước thì đã ăn trong công ty rồi, còn chuyện ở thì đâu có ở bao nhiêu. Nhưng chính vì Lan Anh mà em và anh sinh ra bất hòa. Em cứ muốn Lan Anh ở trong nhà này. Em nên nhớ là anh có quyền chứ. Em không có quyền đuổi bạn anh ra khỏi nhà này. Anh Phong, xin anh Phong bớt nóng. Chuyện này có thể giải quyết được mà anh chị. Ngày mai tôi sẽ xin vào ở tập thể. Đâu có được. Chị vào đó ở làm sao tôi dám nhìn mặt Thái Sang. Chị cứ ở nơi đây, không lẽ bạn bè không giúp được sao? Minh Phượng sẽ không làm gì chị đâu. Dù sao Minh đi Phượng cũng là vợ, mà vợ là phải nghe chồng giải khuyên. Đâu phải thấy tôi nhượng bộ rồi lấn lướt hoài sao? Hơn nữa chỗ bạn bè mình giúp đỡ lẫn nhau mà. Không lẽ anh coi trọng bạn hơn vợ của anh hay sao? Cố yếu Lan Anh ra đây không phải đi làm việc, mà mình chở ra đây để Lan Anh tìm chồng. Tôi không ngờ ngày nhà này có mặt Lan Anh. Anh quá chăm lo còn lo cho vợ. Nè, em đừng hồ đồ xúc phạm đến Lan Anh nghe chưa? Phải mà, tôi là kẻ đến sau, cho nên phải giữ thiệt thòi. Anh muốn ngày trước, ai bưng lễ vẫn xin hỏi vợ. Người ta chi anh mới cưới con này. Phượng, anh Phong, tôi thấy tình cảnh như vậy, tôi cũng xin nghỉ việc để gia đình anh yên vui. Thôi, tôi chào anh chị.
lại đi em, anh muốn nghe từng lời nói một nào. Anh vẫn biết không có gió lá vẫn lái đồng, nghịch cảnh chỉ chồng đã bức hiếp nàng dâu. Đi làm xa về anh có biết gì đâu, vì nghe lời chỉ mà bể dâu biển đồng. Lan Anh, em đã tỉnh lại rồi. Lan Anh ơi, anh mừng quá. Hoài Phong đã đến, anh đưa em về nghe. Không. Lan Anh. Anh hãy giao ra đi. Lan Anh. Em muốn chết tại nơi đây. Đi đến đâu em cũng bị quan tình. Anh xin lỗi em mà. Tự nhiên anh ghen thì không biết nữa. Chị Lan Anh, em đến đây xin lỗi chị. Xin chị hiểu cho, đàn bà có ai máu trắng đâu. Tôi rất khổ tâm khi thường ghen tương, không hiểu hoàn cảnh khổ đau để thương xót bạn mình. Nhưng nay cũng nhờ phong mạnh kịp đến cứu em. Một lần nữa em xin nhận lỗi của mình. Thôi không có gì, mình là con gái như nhau. Thấy không, em ghen ẩu như vậy, thiếu chút nữa em ân hận suốt đời rồi đó, thấy không? Từ rài sắp lên, em ghen ít lại chút. À Hoài Phong nè, có lẽ tao xin chuyển luôn ra ngoài này. Tao không thể sống chung với bà chị của tao được. Đó là chuyện của mày, tao đâu có dám xen vô. Nhưng mà giúp đỡ thì tao sẵn sàng mọi mặt. Tao nghe nói mày cũng đã giúp vợ tao có chuyện làm, tao xin chuyển ra đây là hợp lý. Lan Anh em, từ nay tao không còn sống trong cảnh chị chồng nàng dâu nữa. Anh Sang. Lan Anh em. Con đã nói với má rồi, con nhỏ Lan này nó phách lối lắm. Vậy mà má không có nghe, cứ một mực là phải đi hỏi cưới cho được cô nàng này. Đó, má thấy lời con nói có đúng không? Bên đàn trai mình ôm quả đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ ngoài nắng, mà họ có tiếp mình đâu. Thì cũng tại vì con mà mọi người phải chịu cực khổ đây nè. Chẳng qua là má muốn cưới cho con một cô vợ giàu, để con nhờ cái tấm thân. Ai mà ngờ nó lại thử thách như vậy nè. Thôi đi má ơi, họ khi dễ thì có chứ ở đó mà thử thách. Rồi, trời chuyển mưa rồi, bây giờ mình tính sao đây má? Ý, cũng ngặt quá chứ. Ôn lễ dập đám hỏi như vậy, lỡ mưa xuống rồi không biết đục ở đâu đây nè. Thôi, chúng ta trở về lẹ lên kẻo mưa, không cần cứ hỏi gì nữa hết á. Thiệt là bất minh, đã mất công chuẩn bị đủ mọi thứ mà còn bị cho leo cây nữa. Thiệt tức cao máu hận này. Thôi má đừng có cằn nhằn nữa, má có chửi người ta cũng không có nghe đâu. Cũng tại con mà ra hết á. Gì tại con? Tao hả? Tao phải nguyền rủa cái con mẹ đó tao mới hả dạ rồi. Cái thứ đồ gì? Thôi má. Thôi cái gì? Tao giấy à. Tao giấy cho con Lan Anh nó có chữ quen á. Lúc đó hả? Tao đứng ở ngoài hả? Tao cười duyên chơi vậy à. Chừng đó hả? Ở đó mà đổ lỗi cho ai biết. Bài đặt làm cao. Thôi về lẹ đi má ơi, trời mưa tới rồi kìa. Đi rồi. Không kịp rồi. Trời ơi.
về liền là kịp rồi. Tại má cứ đứng nói hoài à. Mày làm cho tao nhiều chuyện lắm vậy á. Tại tao tức chứ bộ. Chết rồi, vừa lớn quá rồi, ôm ba cái đồ này trời ơi vô nhà ai được đâu. Có gì mà không được má, mình chỉ vào trú tạm ngoài mai hiên, có gì không được đâu. Mình không được dừng chân bất cứ nơi nào, lỡ nhà nào mà có con gái á, ôm lễ vật này họ rất cần, sợ con gái họ mất duyên á. Má, nhưng mà mình chỉ đụng ngoài mái hiên, tại trời mưa chứ mình đâu muốn dừng lại đây. Thời buổi tân tiên đâu hủ lậu như thuở nào, nhưng phong tục này vẫn giữ đến ngày nay. Kìa kìa, có cái nhà này, cứ vô đục đại đi má. Dạ, mời các ông bà vào nhà trú mưa. Ở ngoài này mưa tạt ướt hết. Đó, người ta có lòng tốt, mình cứ vào đi má. Lo cái gì, con thấy cô ấy cũng lịch sự dễ thương quá chứ má. Nhưng mà... Thôi vô đi. Thôi vô, vô. Dạ, mời các ông bà uống miếng nước nóng cho đỡ lạnh. Dạ, xin cứ tự nhiên. Nên không biết kiên cử mới mời mình vô nhà. Ba má cô này mà biết được đó nghe, cô này sẽ bị rầy cho mà coi. Má, con thấy cô này được à má. Minh Phượng à, mày đi chưa mà không đóng cửa vậy? Dạ, con vừa lấy áo mưa ra tới cửa thì gặp mấy người đứng ngoài hiên trú mưa, họ lạnh quá cho nên con đã mời vào nhà rồi. Thôi, con đi công chuyện đi. Họ trú nhờ chút xíu, cạnh mưa chắc họ đi chứ gì. Dạ, các ông bà cứ tự nhiên, khi nào tạnh mưa hãy về, cháu phải đi công chuyện. Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô có việc thì cô cứ đi đi, kẻo trễ. Dạ. Ủa, con Phượng nó đi đâu rồi à? Dạ, dạ chào bà. Dạ, dạ chào chị. Các ông bà cứ tự nhiên đi. Xin mấy ông mấy bà thứ lỗi, con Phượng nó, trời ơi, nó có hề nói với tôi cái chuyện này, nên gia đình tôi không có chuẩn bị gì để đón tiếp quý vị hết á. Ủa, gì kỳ vậy má? Tao cũng giống mày có biết cái gì đâu. Dạ, xin lỗi chị cho tôi hỏi vậy chứ anh đâu và chị là chi của cô Phượng vậy? À, tôi hả? Tôi là mẹ kế của nó. Còn ba nó thì đi làm rồi. Hồi nãy nó đi rước ba nó đó. Dạ, mấy người đây cho tôi biết tên. Dạ, thưa chị, tôi tên là Oanh. Còn con tôi á, nó tên là Hoài Phong. Còn mấy người ôm lễ vật á, là bà con họ hàng không à. Dạ, tại vì lỡ trời mưa nên mới tới đây. Chứ thật ra chúng tôi không có ý. À, phải rồi, tại trời mưa nên đến đây mà không có báo trước chứ gì. Như vậy chị cũng đâu có cố ý. Không sao, gia đình tôi cũng không chấp nhất gì. Chị và cháu đây cứ nói chuyện với tôi, chồng tôi cũng dễ dãi, điều gì cũng bằng lòng. Dạ thưa bác, hồi nãy con thấy cô Minh Phượng tuổi còn nhỏ mà bác cả chi quá vội vàng. Tại nó nhỏ con, chứ nó đã 18 tuổi rồi. Chị và cháu cùng mấy người đây ngồi chơi nha. Tôi lỡ tay xuống bếp coi ấm nước một chút nha chị. Ngồi chơi nha. Ủa, cái vụ gì mà kỳ cục vậy nè trời. Phong. Dạ. Giờ nó lỡ rồi, con thấy sao? Con thấy cô ấy cũng dễ thương, mà bà này hình như con thấy có vẻ không thích Minh Phượng, nên muốn gả Phước Phượng đi á. Mà sao con chưa quen biết mà con nói là dễ thương? Con chưa...
chưa biết tánh tình mà đòi cưới đại. Lỡ cô ta dữ tợn thì khổ nghe con. Má, theo con quan niệm thì tình yêu và hôn nhân là một sự may rủi, không thể chọn lựa như má được. Trời đất, con quan niệm gì kỳ cục vậy Phong? Người ta lấy vợ lấy chồng là phải tìm hiểu kỹ 2-3 năm, còn con á thì lại cho là may rủi, gì kỳ cục vậy? Má không thấy sao? Bây giờ nhan nhãn nhiều cặp vợ chồng tìm hiểu rất kỹ, vậy mà chỉ sau một thời gian chung sống với nhau rồi ly dị đó sao? Bởi vậy ai hơn thì gặp người vợ hiểu mình, còn xuôi thì gặp vợ sâu tanh lặng lờ mình quyên cũng trơ trơ. Nhưng bây giờ má hỏi chắc lại con biết cưới cô này khi chưa quen biết làm vợ phải không? Má cứ yên tâm, mới nhìn qua con biết người hiền hậu và rất dễ. Như vậy là con đã hợp nhãn rồi phải không con? Sự xúc động và sự rung cảm của con tim, tình yêu không ép buộc tự nhiên nó nhập cuộc, chớ đừng nên ép duyên. Khi tim chưa muốn nhịp má đừng nên bắt buộc. Được rồi, có lẽ là Minh Phượng là người cầm cương con được rồi đó. Ủa, ai trong nhà tôi đông quá vậy cả? Ông mới về đó hả? Đây nè, đây là bên đàn trai đến hỏi con Minh Phượng nhà mình đó ông. Ủa, sao tôi không nghe con Phượng nó nói gì hết vậy? Thì hồi nãy nó tiếp người ta nè. Trước khi nó đi rước ông, nó mời người ta vào ân cần uống nước chờ ông nữa đó. Dạ thưa ông, chẳng qua là tôi và con tôi tới đằng kia kìa, họ không có tiếp. Cái bỗng trời mưa lớn nên... Đó, ông coi đó, trời mưa lớn mà không tiếp cũng may á, mai tới kịp vô đây nè, con Phượng nó tiếp đó. À vậy ha, con tôi nó bằng lòng thì tôi cũng vui dạ thôi. Dạ thì bà chị đây là... Dạ tôi là má của Hoài Phong đây. Con ra mắt bác đi con. Dạ kính chào. À tôi là Giỏi, cha của Minh Phượng. Dạ chào bác. Dạ, ủa, cậu Tự Nhiên. Dạ thưa, sẵn đây có anh với chị, tôi xin gửi lại đây những lễ vật này. Sau đó đó rồi mình chọn ngày làm lễ cưới. Được mà, được. Khoan bà. Sao vậy? Đừng hấp tấp, phải chờ con Phượng vừa hỏi lại cho bà. Cái vụ này do nó mà còn chờ cái gì nữa. Thôi được, bà chị yên tâm đi nha. Vợ chồng tôi bằng lòng là con tôi á, nó cũng phải vâng lời thôi. Dạ cảm ơn anh chị trước. Thôi mình về đi con, để má xem ngày rồi con qua con gặp mặt hai bác. Và cũng để có dịp gặp mặt vợ tương lai của con luôn nha. Dạ thưa, chào anh chị. Chào chị. Chà, cái thằng coi cũng đẹp trai quá cho bà ha. Chứ sao, mà con Phượng á, nó cũng đâu có thua gì. Thôi để tôi dọn đồ này xuống, tôi cất vô tủ nghe ông. À con mới về hả? Dạ thưa ba, con mới về. Phượng con tệ lắm nghe. Có tin vui mà con không báo cho ba biết trước. Ủa sao ba biết con có tin vui? Mà thiệt ba ơi, con mừng dễ sợ luôn vậy đó. Ba ơi, thiệt không ngờ mình lại được ưu tiên như vậy đó ba. Thôi đi cô, con gái phải biết giấu sự vui mừng ấy vào tim, ai lại thô lỗ như vậy? Ba, có gì mà phải giấu, con nhận được việc làm, con mừng chứ có gì đâu. Ủa, chứ không phải con mừng cái vụ kia hả? Mà thôi, con khỏi phải đi làm, mai mốt phải lo việc nội trợ cho khéo léo, kéo người ta cười. À... lại đây ba đeo bông cho. Họ đi cho con đôi bông hột xoàn đẹp lắm. Ba, họ nào? Mà đôi bông của ai vậy ba? Thì bên chồng của con chứ của ai. Chính con đưa họ đến để làm lễ hỏi, còn giả bộ hỏi ba nữa. Ba nói cái gì con không hiểu à? Con có đưa ai tới để hỏi con đâu nè. Minh Phượng à, con ăn nói gì lạ vậy? Lúc con đi đón ba thì người ta có đến nhà mình rồi, chính con mời vô bắt ghế mời ngồi.
nhưng cuộc đời sẽ không để yên cho con đâu. Con đừng nhắc đến chuyện má con nữa. Ba đã ân hận và đau khổ vô cùng. Mãi đến bây giờ ba vẫn không bao giờ quên được má con. Ba, nếu ba yêu má con như lời ba nói thì má con đâu có chết trong sự đau khổ như vậy. Ba, con không lấy chồng, con không muốn bị rơi vào trường hợp của má con đâu ba. Minh Phượng con, con đừng suy nghĩ như vậy. Chỉ có một mình ba là kẻ khốn nạn như thế. Ba đã không biết quý má con, để bây giờ ba luôn luôn bị dài dò. Nhưng với con bây giờ, con sẽ không bị như vậy đâu. Ba, làm sao ba biết được tương lai chứ? Con sẽ không lấy chồng đâu. Đây là âm mưu của dì, con biết mà. Dì muốn nhổ cái gai để chiếm đoạt ba trọn vẹn chứ gì. Đừng có hòng, khi mà con còn ở đây thì con vẫn là một cái bóng mơ của dì Vãn, để cho bà ấy nhớ rằng ba vẫn thuộc về má con. Tôi không giành ông giỏi đâu. Chính ông yêu cầu tôi ở lại đây với ông thì có, nhưng mà dì không có quyền định đoạt đời tôi. Minh Phượng, con không được hỏng. Ba, thì ra ba cũng một phe dưới vườn hay sao? Ba cũng muốn tống cổ con sao cổ gia đình này. Minh Phượng à, con hay hiểu ba, đừng nói như thế. Thôi ba đừng có nói nữa, con không lấy chồng đâu, con sẽ ở mãi mãi tại đây. Con biết từ chối họ sẽ như thế nào không? Lễ vật một phải trả lại gấp đôi. Những lễ vật này là do ba với gì, thì bây giờ ba với gì phải trả lại cho người ta. Xí, dễ gì kiếm được người chồng đẹp trai có nhà giàu như thằng Hoài Phong. Chưa chắc mày xứng với nó, chứ đừng có làm cao. Cao hay thấp gì cũng do tôi quyết định, chứ không phải do ba tôi hoặc gì đâu. Minh Phượng, con còn nhỏ, con không biết về cuộc sống đâu. Làm sao con sung sướng được khi con sống trong cực khổ? Ba nói con ngu chứ gì. Ba lầm rồi. Cuộc sống là những hành động của ba, đã là một tấm gương lớn cho con rồi. Con đâu cần học ở đâu cho mất công. Chính ba, ba đã dạy cho con những sự bất công ở cuộc đời này. Minh Phượng, con không nên nói với ba con như vậy. Con gì hả? Chính vì đã làm thay đổi tính tình của ba tôi, bây giờ muốn thay đổi đời tôi nữa sao? Vì đâu có bắt buộc người ta, họ đến đây để cưới con làm vợ. Con nghĩ lại đi, người ta giàu chút mưa, chính con đã tiếp rước người ta. Vì nghe tiếng, vì mới bước ra, con đi rồi vì thay tiếp để giúp con. Vì gài thấy kẹt cho nên họ mới chấp nhận. Mưa ngoài mái hiên cứ để họ đục, con mời vô nhà làm gì? Ba, dứt quá con không lấy chồng đâu. Trời ơi, thiệt là bất. Tại sao bà không chờ tôi về? Mày lại tự động làm như vậy, để bây giờ lâm vào cái tình thế khó xử như vậy. Tôi cũng muốn cho mọi việc tốt đẹp cho con Minh Phượng thôi. Chính ông cũng phải công nhận khi mới nhìn thấy thằng Phong, nó rất xứng đáng làm chồng của con Minh Phượng mà. Phần tôi á, tôi cũng rất sợ cho con Minh Phượng nó mất duyên đời con gái, rồi nó sẽ thiệt thòi đủ thứ. Hơn nữa người ta là kẻ giàu sang, hạ mình đến gia đình mình. Không, đây là chuyện cả của
thì ba bảo gì nói chuyện với người ta đi. Rồi con đi đâu vậy? Con ra ngoài gốc cây ngoài trước cho mát. Ở trong cái nhà này nóng nực quá. Nó không chịu mà bà nhẫn lễ vật chi không biết. Thì tại nó tiếp vô nên tôi tưởng. Thôi dạ. Đừng có tưởng gì hết á. Tôi bực quá. Minh Phượng em, có hai bác ở nhà không em? Ba với chị tôi đi vắng. Anh cần gặp có chuyện gì không? Không có chuyện gì quan trọng đâu. Cái chính là anh đến thăm em. Xin lỗi, tôi chưa hề gặp anh và cũng không quen biết anh mà. Phượng à, trước mình lạ, sao quen mấy hồi em? Tôi không có rảnh để tiếp chuyện với anh. Anh đừng có nói vớ vẩn. Anh là ai mà tự nhiên đến, lại còn xưng anh em nữa. Anh tránh đường cho tôi đi. Tránh đường đi. Tôi không có muốn quen anh mà. Minh Phượng à, điều đó không phải vớ vẩn đâu, mà là thật sự thì anh đã biết em lâu rồi, nhưng chưa có dịp làm quen. Chuyện ngẫu nhiên
Đúng đó, vì anh phải biết tình yêu phải tìm hiểu nhau mới yêu được, chứ đâu phải gặp buổi sáng rồi cưới nhau buổi chiều. Thôi chào anh nghe. Phải, tình yêu phải có thời gian tìm hiểu. Phượng, Phượng đáng yêu lắm. Lăng Anh, con làm gì kỳ vậy? Tiếp hay không á, con phải nói với người ta một tiếng, chứ bắt người ta chờ gần 2 tiếng đồng hồ á. Làm vậy ông giỏi ông hiểu lầm là mình chê ổng sao con? Má, tại sao má lại nhận lời và định ngày đám hỏi mà má không nói cho con biết trước? Thì tại tao là má mày. Hơn nữa tao thấy mày cũng nói chuyện vui vẻ với nó mấy lần, như vậy ai mà không hiểu lầm cho được chứ. Đúng, má là má của con, nhưng không phải vì vậy mà má bắt buộc con á phải lấy một người mà con không yêu ngay như má hồi xưa yêu ba con lấy cho bằng được làm chồng. Nhưng dám có vài năm má ôm sang thuyền khác, uống chi bây giờ con không yêu anh không, má nghĩ xem có được không. Lan Anh, dù sao thì má cũng quanh gia đẻ ra con mà, con còn nhỏ làm sao mà không hiểu hết chuyện tình yêu. Con không hiểu thì nên để từ từ, đã nói không hiểu mà làm đám hỏi là sao? Má cũng muốn cho con có nơi có chỗ đàng hoàng, chứ má thấy thằng Sang. Má nói anh Sang sao? Ít có tới nhà nói chuyện với con. Má thấy nó không có tình cảm gì với gia đình mình hết á. Sao má biết không có tình cảm? Không lẽ mỗi lần ảnh và con nói chuyện con phải nói cho má nghe nè, hả? Nè, mày đừng có hỗn với tao nha. Tao đã hứa với người ta rồi đó, người ta sẽ đem lễ hỏi tới, mày không tiếp á, mày thấy như vậy đó có được hay là không chứ? Thôi má đừng có nói gì nữa hết á. Tại sao ba con buồn bỏ đi? Vài năm sau má có quyền chọn chồng. Trời, vậy thì tại sao con không có quyền đó chứ? Nhưng mà con sẽ không giống má đâu. Giống tao sao? Yêu người rồi phụ người. Trời ơi, thôi má hết nói với con được rồi. Thôi má biết mà, má có lỗi hết á. Bây giờ để má qua nhà chị Oanh má xin lỗi chị nha. Má cứ đi, rồi con cũng đi luôn. Nè, má với chị Oanh á là người lớn, má hứa rồi, mày không được cãi lại, nghe chưa? Má hứa với bà Oanh, nhưng con đâu có hứa với anh Phong. Má mà qua bển xin lỗi nhận lời là con bỏ đi liền á. Lan Anh, tao chấp mày đi đó, coi mày sống với ai cho biết. Sau này nha, sau này mà mày giúp ngã mày đừng có trách tao nghe Lan Anh. Má đừng có nói nhiều nữa mà. Gì nè, vô đi em, vô trong này liền. Trời ơi lạnh chết. Anh cho phép em. Được rồi, em cứ vào trong thay đồ để trúng nước bệnh chết đó. Sao Lan Anh đi trong mưa đến đây, chắc có việc gì chăng? Chuyện gì mà em dầm mưa đến đây vậy em? Anh Sang, em bị má em ép gả cho một người mà em không yêu, nên em mới chạy đến đây nè. Đừng khóc nữa em, bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách mà. Không có cách gì nữa cả. Sang ơi, em yêu anh, em muốn ở với anh. Anh có đồng ý không? Kìa, sao anh lại ngập ngừng? Có phải là anh khinh em không? Hay là anh không thật tình yêu em? Kìa, Lan Anh, sao
yêu em như thế nào. Ngay cả khi chị Thanh phản đối, anh vẫn không nghe mà. Vậy thì tại sao, tại sao anh lại ngần ngừ khi em muốn ở đây với anh? Bởi vì anh Lan Anh à, em phải thông cảm cho anh. Chị Thanh đã nuôi anh khôn lớn, nhưng bây giờ anh quyết định rồi. Chị có ngăn cản anh cũng yêu em. Nhưng mà Lan Anh à, em có hối tiếc không em? Anh Sang, sao anh lại hỏi em câu đó? Tại vì anh quá nghèo, mà em thì quen sống trong nhung lụa, nên anh chỉ sợ em khổ thôi. Không, em không sợ gì cả. Em sẽ bỏ tất cả để em sống với anh mà. Hay là anh còn sợ chị Thanh phải không anh? Không không không, không có gì làm cho anh sợ cả. Ngay như phải chết vì em, anh cũng không màng cái chết của anh đâu. Cũng chỉ là sự phản đối của chị Thanh, mặc dầu chị ấy đã nuôi anh. Niềm vui sướng cho em khi anh đã hiểu được em không phải là hạng gái qua đường. Anh không đánh giá em tầm thường. Hôm nay em đã chứng tỏ tình thương, nên anh cũng muốn tô đậm chữ yêu đương. Là tình chân thật chứ nào phải qua đường, vì anh đã tận. Anh em ơi, hoàn cảnh thực tế làm cho anh tưởng như anh là từ thức đang bước vào đồng thiên thai, và đã mê say vì đồng đào đầy hoa thơm kết trái. Lần đầu tiên anh bước vào đời con gái, anh cảm thấy lòng lâng lâng tê tái cả tâm hồn. Lòng cảm thấy vui thay khi mình cùng thắm đượm tình. Kể từ nay đôi mình bên chắc, dù có hoàn cảnh nào ta vẫn gắn chắc lòng. Em yêu anh mà. Yêu em,
anh về đó. Không sao đâu em, dễ thương anh lắm. Tất nhiên là phải thương em thôi, em đừng có sợ. Coi đây, coi đây. Em yên tâm, không sao đâu mà. Vậy em nép vào phòng của anh nha. Ờ. Có đây, em mở cửa liền. Ủa, chị Thanh, bộ chị cũng bị mắc mưa hả? Làm cái gì ở trong nhà mà lâu vậy? Chờ mỗi chân cũng chết, gõ mỗi tay luôn vậy hả? Mới về mà chị giận em rồi. Trời mưa như vậy mà chị... Thôi đi cậu, cậu đừng có thấy trăng rồi quên đèn. Bao nhiêu năm nay chị em ta nhờ gánh chè này mà sống, giờ quên nó sao được. Hơn nữa chị đi bán quen rồi, ở nhà buồn lắm. Đây nè, chị mới mua cho em cái áo thun nè, mặc thử coi vừa không. Chị Thanh à, chị lo cho em, chắc là chị thương em lắm hả? Sao bữa nay hỏi kỳ vậy? Không thương em á thì ai thương em bây giờ? Vậy chị có thương người yêu của em không? Cái đó hả? Còn phải hỏi lại à. Trời ơi, hỏi lại làm chi nữa chị? Nếu như mà người ấy từ bỏ tất cả để cùng chia sẻ với em sự nghèo khổ, thì chị có chấp nhận cho em mình? Thôi Sang ơi, không có con nào mắc mưa như vậy đâu. Mà chuyện đó không thể xảy ra ở xã hội này. Con gái ai mà không muốn giàu sang chính vọng, ai cũng muốn có được cưới hỏi đàng hoàng, nhất là bên gái cứ nở mặt với xóm làng. Mà sao hôm nay em hỏi chuyện đó làm chi? Sở dĩ hôm nay em hỏi chị như vậy, vậy? Là vì chị cũng thừa biết Lan Anh rồi. À không được, tuổi của nó nghĩ chứ em không thể ở đợi. Nhưng mà tụi em lỡ yêu nhau thì có sao? Nè em phải hiểu, em là đứa con trai độc nhất, dòng họ Châu chỉ còn có một mình em nối dòng. Nếu có mệnh hệ nào thì không biết tính sao á. Chị Thanh à, con người ta chết mạng số do trời đó chị à. Phan à, tại em quá yêu nên em mới nói như vậy. Có những người chết quang đâu phải do trời. Nhưng em đã yêu phải biết cư xử với đời, không lẽ lấy người ta rồi mình lại bỏ hay sao? Trời đất ơi, sao em ăn ở với người ta rồi hả? Trời ơi là trời. Trời ơi à, chị Thanh. Gì? Chị đã thương em thì chị nên thương luôn Lan Anh đi. Nàng đã khổ sở vì hoàn cảnh gia đình rồi, bây giờ chỉ có em là nguồn an ủi duy nhất. Mà chị không chấp nhận có khác nào chị giết chết em và đẩy nàng xuống vực thẳm. Nếu mất nàng, em sống không nổi đâu chị à. Sang, trời ơi Sang ơi là Sang. Chứ từ trước tới giờ đó không có con Lan Anh rồi mày sống với ai? Sống với ai chứ hả? Nhưng bây giờ thì khác rồi. Em lớn rồi, chị thấy em lớn rồi không? Thấy rồi. Em cần có tình yêu chị à. Chúng em yêu nhau thật tình, hơn nữa chúng em đã quan hệ với nhau rất sâu đậm rồi đó chị à. Cái gì? Dạ. Sang. Dạ. Mày nói sao? Mày với con Lan Anh sâu đậm. Trời ơi, mày và Lan Anh đã vượt qua dòng lễ giáo. Trời ơi Sang ơi là Sang. Nếu mà người con gái dám làm điều đó đó thì người không tốt rồi, mày biết không? Nếu nó có giáo dục đàng hoàng á thì không xem rẻ chữ trinh đâu Sang à. Như vậy á, mày đã bị nó quyến rũ rồi Sang ơi là Sang ơi. Không phải đâu chị à. Chị, chị Thanh hả? Đâu đây? Nãy giờ đâu đây? Có lẽ vì chị chưa yêu và chưa bao giờ được yêu nên chị mới đánh giá tôi như thế. Em, tôi như thế này mà đi quyến rũ anh Sang à? Em à, không quyến rũ vậy chứ là à. Nổi cái việc cô dám vượt qua dòng lễ giáo cũng đủ có tội rồi chị. Đừng nói chi cái chuyện mà sâu đậm. Còn cô nói tôi chưa được yêu á và chưa bao giờ yêu à. Trời ơi, cô nhìn kỹ tôi xem nè. Nhìn kỹ đi. Đó, đây, đứng, đứng cho cô nhìn thấy nè. Tôi đâu có xấu xí gì đâu. Thấy không? Đâu có xấu, cũng không đuôi què hay sức mẻ gì đâu. Ừ, một bé tí xỏ sâu tôi đem về á. Tại thương em, tôi ở vậy tôi nuôi em. Chứ tôi muốn hả? Biết bao nhiêu thằng. Nhưng mà có xấu cỡ nào, cô nhớ con gái dù có xấu đến đâu, nó cũng có cái duyên dáng riêng mình.
còn sống nổi đâu. Chị thương tụi em đã thương nhau, chị không cho phép em khổ đau suốt đời. Nhưng mà em thấy thằng Lan Anh nó hổn với chị đó. Nhưng thấy mà không? Tất cả vì em, thương em. Chị à, chị tha thứ cho Lan Anh nghe chị. Tha thứ hả? Dạ. Ừ, thôi được, chị cũng vì em mà tha thứ cho Lan Anh. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Nhưng mà từ nay trở đi nó không được hỗn hào với tao, nghe chưa? Ừ đi em, ừ đi. Minh Phượng con, con ra đây cho ba nói chuyện chút con. Vì ba không muốn nói ở trong nhà, sợ gì con nghe chuyện của cha con mình. Phượng con, có lẽ con giận ba lắm phải không? Gần một tháng nay ba mất ăn mất ngủ vì chuyện của con. Ba chạy đủ mọi nơi để có thể cứu vãn tình thế. Nhưng ba, tình thế gì mà ba cứu vãn vậy ba? Thì ba chạy nơi này nơi nọ để có tiền trả lễ lại cho người ta. Chịu cảnh tình
thì sao? Con à, con thì chưa thấy tạng mặt nó, nhưng nó đã thấy con và có cảm thức với con, nên nó mới đồng ý hỏi con làm người. Và khi về với nó, ba tin chắc con cũng sẽ cảm mến nó cho mà coi. Ba, con vì ba mà lấy chồng chứ không phải vì bà gì kia đâu nghe. Ba hãy nói cho bà ấy biết như vậy đó. Tình yêu đến sau hôn nhân mà con. Anh Phong à, làm ơn cho tôi nghỉ mệt một chút đi, tôi mệt quá. Được, để em về em lại đằng kia nha. Em có cần uống gì không? Không. Em ngồi xuống đây đi, để anh rót nước cho em nha. Em mệt lắm hả? Thôi, không uống nước đâu, cho nghỉ mệt một chút là được rồi. Em cứ ngồi nghỉ, anh xin phép đến tiếp bạn bè nghe em. Hoài Phong, Thái Sang. Tao không ngờ mày lập gia đình nhanh quá à. Ngày vui của tao, tao tưởng mày không đi chứ. Sao lại không đi? Tao với mày là bạn thân mà. Là thủy thủ, tao tưởng mày lên đên trên biển cả, nên tao gửi thiệp với cậu Mai thôi. Nè, mày đến đây, đến đây tao giới thiệu với mày nè. Giới thiệu với mày, đây, bà xã của tao, hết sảy không? Hả? À, người quen cả mà. Chính vì chàng này mà Lan Anh từ chối lời cầu hôn của tôi chứ gì. Thật bất ngờ đó nghe. Nào, mời. Mời. Lan Anh à, người mà em từ chối là Hoài Phong à? Đúng vậy, em không ngờ là bạn thân của anh. Anh Phong à, em thành thật xin lỗi anh. Về chuyện hôm đó, xin anh hiểu và thông cảm. Chị Thanh sức khỏe mạnh, tao xin chị ấy cho Lan Anh đi thay. Tại tao chưa biết mày lập gia đình nên tao chỉ mời một mình mày thôi. Thôi chuyện đó cho qua đi. Bây giờ ha, tao yêu cầu mày nè, dẫn bà xã tới cho tụi tao làm quen, được không? Được thôi, được thôi. Cô dâu xứng đôi với anh Phong quá chứ. Nàng trông thật dễ thương ghê vậy đó. Đây, giới thiệu với em, đây là Thái Sang và Lan Anh, bạn của anh. Xin chào. Cô dâu đẹp quá. Mai mốt lại nhà mình chơi nha. Anh Phong à, anh nhớ chở chị lại nhà tôi chơi nha. Tụi tôi chờ đó nha. Được rồi, thế nào Phong cũng chở lại mà. Bây giờ để ông bà đi đáp lễ bà con nữa chứ. Em ơi, mình về em. Vâng, mình đi chứ anh Phong. Vâng, mình phải đi đáp lễ bà con nữa chứ. Chúc các bạn vui vẻ nha. Chào mày. Lại đây nằm cho khỏe, cả ngày em đứng và ngồi mệt rồi. Cảm ơn anh, tôi muốn ngồi đây. Coi kìa, sao em lại xưng hô với anh như vậy? Em bỏ cái tiếng tôi đi. Nói thật với anh, sở dĩ có ngày hôm nay là cũng vì ba tôi, ba em đó thôi.
ổng không mượn tiền ai được để trả lễ lại cho gia đình anh, cho nên tôi em bị ép buộc. Chứ anh đừng tưởng em Phượng, sao lại có vụ hoàng lễ? Anh yêu em thật tình mà. Nhưng mà anh phải hiểu là em có yêu anh hay không chứ. Thì cưới nhau rồi thế nào em cũng đáp lại tình anh mà. Nói cho anh biết, anh cưới lầm rồi. Em không hề yêu anh. Vì sao? Em trong anh đâu đến nỗi nào. Đúng, anh không đến nỗi mà anh còn đẹp trai và lại giàu có nữa. Nhưng anh đừng dùng tiền của mình để ép buộc người khác làm vợ của anh, trong khi người ta không yêu anh. Minh Phượng, em nên ăn nói dè dặt một chút chứ. Anh không cần biết người ấy có yêu anh không. Chính điều đó làm cho em lo lắng và rất sợ con người của anh có sẵn một ý đồ gian manh. Nè, đừng tưởng tôi yêu rồi cái gì cũng qua được. Em biết gì về con người của tôi mà nói rằng tôi đã ép buộc. Chính vì của em gợi chuyện và gán ép. Em muốn hiểu rõ thì hỏi lại gia đình. Đừng xúc phạm đến tôi, hay là em có người yêu khác rồi. Em cứ nói thật tình. Có người yêu rồi sao anh lại cưới tôi? Tôi nói thật với anh, chưa có người con trai nào dám đụng chạm đến tôi. Đừng có chực mũ mất công. Nhưng em quên là kể từ hôm nay em là vợ tôi rồi sao? Anh chỉ có thể cưới được thể xác tôi, chứ còn tâm hồn thì đừng có hòng. Ừ, thì thể xác cũng được. Em Phượng. Ủa, anh nói thiệt hả? Em yên tâm ngủ đi, giỡn chơi, chứ anh không ép đâu. Anh sẽ đợi đến khi chúng ta thực sự đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng em phải bí mật, chỉ chúng ta biết thôi nha. Anh à, mình muốn nhà ở riêng đi anh. Sao vậy? Em chịu hết nổi rồi. Ở đây chị Thanh á, ngày càng khó chịu. Chị ghét em ra mặt hả? Anh có thấy chị ấy khó gì với em đâu. Anh làm sao mà thấy được. Những lúc chị ấy đi bán á, thì em dễ thở một chút. Còn chị ở nhà, lúc nào mặt cũng hầm hầm, làm như em về cái nhà này á, là em... Thôi mà, Lan Anh à, em thương anh á, em nên nhịn chị ấy đi. Anh cũng biết chị ấy khó tánh, nhưng em phải thông cảm nè. Người mà không chồng hả, tánh tình thì rắc rối lắm. Thì cũng tại vì anh hết á. Tại vì anh mà em phải ngậm đắng nuốt cay. Phải chịu đựng đến ngày cực khổ bao nhiêu thì anh càng yêu em nồng nàn bấy nhiêu. Anh à, chừng nào anh lên đường? Khi nào công ty báo là anh đi. Anh đi
anh đi rồi em làm gì em sống? Thì lương của anh đó, em sống cũng được mà. Nhưng chị Thanh lãnh hết rồi, em sợ chị Thanh lắm anh biết không? Được rồi, để anh nói cho em lãnh đừng có lo. Thôi, mình thay đồ đi, rồi cái mình lại nhà thằng Phong chơi nghe em. Anh, ừ? Sao anh hay quên quá à? Lần trước mình tới, má của Hoài Phong nhìn em bằng cặp mắt tóe lửa vì mối hận cũ đó. Mà vợ chồng họ đi Nha Trang rồi, mình đến đó không gặp đâu. Ờ, anh quên nữa. Anh cũng không hiểu thằng này nó làm sao á. Mới cưới vợ có 3 ngày lại đi Nha Trang, ít ra phải 1 tuần lễ. Có ai cưới vợ mà làm việc liền? Thiệt thằng này nó thật là kỳ quái à. Thì người ta lo làm ăn sớm vậy là tốt chứ sao anh. Thôi, bây giờ mình hãy đi chơi ha. Sẵn kề anh ghé công ty để mà xem thử, coi chừng nào anh lên đi đường. Sớm bữa cũng được nghỉ nữa. Mình nuôi nó ăn học từ nhỏ tới lớn không hưởng được gì. Con này ở đâu tới mê quá chừng. Có gà ngủ đi chơi, cơm nước không có lo, thứ gì đâu. Thằng này lấy vợ giống như ăn trộm, không có ai hay rút lén lấy nhau. Xui lắm. Chị Thanh hả? Chị Thanh chị bán về đó hả? Ủa? Chị Thanh à, kỳ này em được chuyển qua công ty liên doanh với nước ngoài rồi. Vậy là lương của em chắc cao lắm đó chị. Vậy có gì đâu la ông ống vậy? Thì em báo cho chị mừng vậy mà. Vợ mày mừng được rồi, tao mừng chi dư. Chị Thanh. Gì? Em được như vậy bộ chị không thích hả? Ôi, tao thích đâu bằng ta thích mày. Chị à, chị ăn cơm đi, tụi em ăn ngoài tiệm rồi. Nè, em có mua về cho chị 1 hộp nè. Trời ơi, cơm ngon lắm nha, ăn miếng đi chị. Dạ. Xài sang quá ha, cưng vợ quá ha, không cho vợ làm động móng tay ha. Đâu có, tụi em ăn cơm bình dân, còn mua cho chị ở tiệm đàng hoàng á. Thôi được rồi, rồi chừng nào em nhận lệnh này? Trong tuần này em sẽ lên đường đi sang Nhật. Ở nhà chị đừng có khó với Lan Anh nghe chị, em xin chị mà. Ủa mày nói nào giờ tao khó lắm hả? Không dám đâu, tao đâu có dám khó dễ với ai mà mày dặn nữa. Thì xin lỗi chị, em dặn hờ vậy mà. Em biết lúc nào chị cũng thương vợ chồng em. Ngoài mặt chị hay giận, đâu chị dẫn Lan Anh đến văn phòng lãnh lương mỗi tháng để chi xài giùm em. Dẫn Lan Anh đến văn phòng lãnh lương chi xài giùm mày hả? Dạ. Trời ơi. Gì vậy? Có lộn không á? Chị, chi xài hay là chị xài? Nói thiệt đi em, nói đi để chị đừng có khóc hao nước mắt lắm mà. Chị à, hả? Chị làm gì vậy? Thì em nói là chi xài á. Chi xài á? Dạ. Tuổi quá à. Sao vậy? Nào giờ ai nuôi mày? Chị, bây giờ mày làm có lương rồi đó, mày biểu tao phải dẫn người khác đi lãnh lương mày. Trời ơi, mày đừng có sỉ nhục tao quá vậy đó nghe. Chị Thanh à, có gì đâu mà sỉ nhục. Em biết chị thương em nên em mới nói thật tình vậy mà. Sang. Dạ. Sang ơi, chị không nể hà dẫn ai đi lạnh lương chị hết. Cảm ơn chị.
mày cảm ơn trên đầu tao đó hả? Đâu có. Mà chỉ buồn cho em. Sao em không nghĩ tình chị em bao nhiêu năm mình từng sống chết. Nay có kẻ lạ vào đây làm cho rẻ chia tình đoàn kết của chị em mình. Đâu có ai chia rẽ đoàn kết gì đâu. Đâu mà đần đứt dây. Chị à, chị bận đi buôn bán, còn vợ em cũng rảnh rang để vợ em tiếp tay với chị chứ có gì đâu. Thôi anh à, chị Thanh đi lãnh cũng được, cần gì phải em đi. Nhưng mà anh thích em đi lãnh để... Thì mở cứ đi lãnh cho cậu ấy vui đi. Dù sao đây cũng là lần đầu lãnh lương của người nước ngoài mà. Dạ, chị nói vậy thì em không dám từ chối. Nhưng lúc đó chị cùng đi với em nha. Đến giờ rồi, thôi em đi nghe chị Thanh. Khoan anh, để em tiễn anh đi. Ừ, cũng được. Con tiễn đi. Mở đưa cậu ấy đi đi, kẻo trễ. Sao, để em tiễn anh đi. Chút nữa Thanh về nhờ em nói lại là có anh Sơn đến kiếm nghe em. Dạ, ông yên tâm, tôi sẽ nhắn lại. Cảm ơn. Người đàn ông này... À, đúng rồi. Đêm qua mình giật mình dậy thì nghe tiếng thì thầm ở trong buồng chị Thanh. Sáng sớm thấy chị Thanh tiễn ông này ra cửa. Có tốt lành gì đâu. Bồ em bệnh hả em? Tôi không bệnh, mà chỉ buồn thôi. Có chuyện gì mà em buồn vậy? Lại xưng tôi với chị nữa. Chuyện đó thì chị hãy hỏi lại chị đi. Vậy tao hỏi lại tao là cái gì? Làm sao chứ? Chị Thanh à, tại sao chị lãnh lương của chồng tôi mà chị không cho tôi hay? Trời đất ơi, mắc mớ gì mà tao phải hỏi lại mày? Nó là em tao. Tao lãnh lương của em tao chứ có ăn cắp của ai đâu. Đâu có ai ăn cắp ai đâu mà xấu mày. Tao nuôi nó khôn lớn, bây giờ nó làm việc thì nó phải nuôi lại tao chứ. Bao nhiêu đó cũng chưa đủ với sự hy sinh của tao đâu mày. Phải rồi, chị rất cao thượng. Chị đã hy sinh tuổi xuân của chị cho anh Sang. Ê mày, đứng nói chuyện với tao đàng hoàng, đừng có nhún nhảy kiểu đó nha mày. Mất dạy. Nhưng anh ấy đâu có biết chị hy sinh lúc ảnh ở nhà thôi. Chứ anh ấy đi rồi, chị đâu có hy sinh. Ê, đừng có đặt điều, đừng có đặt điều. Mày phải nói rõ cho tao nghe nha. Nói rõ nghe.
Thôi cũng không có gì đâu. À quên nữa. Dạ. Hồi nãy ông Sơn nào đó có đến đây kiếm chị á. Sơn hả? Sơn Sơn nào? Nào ở thì tao ở thì tao cũng phải có hàng xóm láng giềng chứ, có gì lạ đâu. Đúng Sơn rồi. Trời ơi. Có gì lạ đâu. Ừ. Có điều ông ấy chỉ đến thăm ban đêm và sáng thì về sớm. Thì đúng. Láng giềng vậy cũng tốt quá hả chị ha. Ê ê ê nè 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 nè. Mày đừng có hồ đồ. Bằng chứng đâu? Chồng tôi đó chứ không hả, là tôi cho chị ăn đòn mập mình rồi đó. Mày đừng có ngon nha, mày đừng có ngon, mày ỷ mày học võ hả, mày học võ chứ gì phải không? Đi đồ con gái hư, đi ra khỏi nhà tao, nhà tao không có chứa những cái thứ võ sĩ như mày. Đồ hư. Ai hư biết liền à. Muốn tôi đi hả? Ờ. Muốn tôi đi thì phải trả vòng vàng lại cho tôi. Vậy đồ vàng đồ vòng hả? Xưa rồi Diệp. Vậy chứ cả tháng nay mày ăn cái gì, mày ngủ ở đâu? Vòng vàng nó vào bụng mày hết rồi còn đòi cái gì nữa? Sao? Thì ra là vậy à. Anh Sang thật là có phước, mới có được người chị đáng kính như chị đó. Vậy mà không kính, trời. Thiệt tôi không ngờ anh Sang mà biết được chuyện này hả, chắc ảnh nhục nhã lắm à. Gì nhục? Thà danh nghĩa đàng hoàng, chứ cái thứ mà núp lén ăn dụng chắc nó còn thúi hơn là đống rác nữa hả chị? Trời ơi, móc họng, trời ơi, móc họng. Trời ơi, nó nghẹt rồi nè, nghẹt rồi nè. Mày câm cái miệng mày lại chưa? Ra khỏi nhà tao ngay, đi, đi lẹ lên mày. Cái gì? Ra khỏi nhà hả? Còn khuya. Tôi là vợ của anh Sang, tôi có quyền ở nhà này. Chị nên nhớ, tôi trả tiền nhà đầy đủ. Muốn gì thì chờ anh Sang về sẽ giải quyết. Giải quyết cái gì? Cái gì giải quyết? Nó dám đuổi tao ra khỏi nhà này không? Làm sao dám? Đâu phải cái thứ bá giờ sách đích theo em tao rồi mày đặt nói câu Sang nữa. Thôi, tôi không muốn đôi co với chị làm chi. Nói hoài thêm nhớ cái miệng. Họ nói tốt hoài môi, nhưng trong bụng á, họ quá lôi thôi. Phải rồi. Sự với mày. Gì? Chị hăm dọa tôi à? Chị định mướn người thanh toán tôi phải không? Được rồi, chờ anh Sang về đi rồi chị sẽ biết. Làm gì tao? Dám làm gì tao mà biết chứ không biết chứ. Ờ, được rồi, mày cứ ở nhà này đi. Nhưng tao sẽ chống mắt coi mày chết đói ra sao cho biết hả? Chị cũng nên mở mắt xem.
coi tôi còn đủ chân đủ tay không. Tao biết mày ngon mà, ngon lắm mà, cứ ở đây chờ xem tao đi à. Đợi đấy. Trời ơi, tôi không ngờ tôi có một người chị chồng như vậy. Sống mãi cảnh này, làm sao mình có hạnh phúc? Cũng tại mình, cũng do mình yêu dội, không dò xét gia đình của anh Sang. Bây giờ hối hận thì cũng đã lỡ đời con gái rồi. Giờ trở về nhà thì không được rồi. Mình đã bôi lỗi gia đình thì làm sao mình giác mặt về đó được. Thôi thì số phận phải cam đành thôi. Nếu anh Sang hiểu, anh sẽ thông cảm cho mình và yêu mình hơn nữa. Đời của mình bị vùi dập cũng vì anh ấy mà thôi. Có một người chị chồng như vậy, sống mãi cảnh này, làm sao mình có hạnh phúc? Cũng tại mình, cũng do mình yêu dội, không dò xét gia đình của anh Sang. Bây giờ hối hận thì cũng đã lỡ đời con gái rồi. Trở về nhà thì không được rồi. Mình đã bôi lỗi gia đình thì làm sao mình giác mặt về đó được. Thôi thì số phận phải cam đành thôi. Nếu anh Sang hiểu, anh sẽ thông cảm cho mình và yêu mình hơn nữa. Đời của mình bị vùi dập cũng vì anh ấy mà thôi. Tại sao anh không để tôi ở trong Sài Gòn mà anh đưa tôi ra đây làm chi? Anh có ý đồ gì chứ? Vì anh không muốn em làm dâu. Anh sợ chúng ta sẽ không đóng kịch được mãi nên mới ra đây, em hiểu chứ? Thôi, anh đi làm nghe Phượng. Bây giờ mình mới thấy rõ, anh Hoài Phong rất cao thượng. Gần nhau 2 tháng nay mà anh Phong vẫn tỏ ra mình rất lịch sự, không có lói mòi tình cảm gì với mình. Mình cũng hơi thương thương đó chứ. Chồng tôi sao?
sao vậy anh? Dạ lúc đang làm việc á, bỗng ngã lan ra ôm bụng. Chúng tôi đưa vào bệnh viện, họ nói không sao. Thế ảnh thiếp đi, tôi đưa ảnh về đây cho cô săn sóc hay hơn. Dạ, cảm ơn anh nghe. Dạ. Anh Phong, anh Phong ơi, anh tỉnh lại đi anh, đừng có làm em sợ mà. Anh Phong ơi, tỉnh lại đi. Anh Phong ơi. Đau quá, tôi đau quá. Anh Phong ơi, anh Phong ơi, em đây nè. Em là Phượng đây, anh có biết em không hả? Nước, cho miếng nước. Ôi. Đây nè, để em đi lấy nước. Đây nè, anh uống cho khỏe đi. Để em lấy khăn nóng lau mặt cho anh nghe. Lấy khăn nóng làm chi? Đóng cửa lại, để gió tạt vào đau bụng chết luôn à. Dạ, dạ, để em đóng hết cửa lại. Ủa, ở đây là đâu vậy? Dạ, ở nhà mình nè. Anh tỉnh rồi hả? Anh có sao không? Anh đừng làm em sợ. Anh tỉnh lại đi, anh đừng có bỏ em nghe. Mặt của anh kỳ quá, không biết có qua khỏi không? Đừng, đừng nói vậy. Anh không chết đâu, anh phải sống với em mà. Em có yêu anh đâu mà anh sống. Ôi da. Anh Phong, anh Phong à, ai nói với anh là em không yêu anh nè. Nghe em nói anh sung sướng vô cùng, anh có chết anh cũng vui. Minh Phượng em ơi, em đâu rồi? Em đây nè, anh đỡ chưa? Bệnh này kỳ quá, chắc anh phải chết thôi. Anh Phong, trước khi anh chết, anh xin được hôn Phượng.
giả bệnh như vậy mới được em yêu, cô giả vờ khổ đau mới được em tỏ tình yêu mến. Chứ em nghĩ coi, lửa gần rớm đã gần 2 tháng, chỉ có thánh thần mới dằn được cơn yêu. Đôi với em anh đã dằn nén được bao nhiêu, thì em cũng rõ cũng hiểu cho lòng anh chân chất. Nhưng hôm nay đôi mình đã yêu nhau bằng sự thật, thì đêm vắng Phương. Em. Anh Phong. Thì anh cũng nghèo vậy. Thôi anh đừng có xạo. Anh nghèo mà anh vào đây hả? Trời đất ơi, bộ nghèo không vô đây được sao em? Em muốn nói, nếu anh nghèo phải ví đồng tiền kiếm ra, chỉ người thừa của mới đến đây dùng tiền để mua vui và giải trí mà thôi. Chứ nghèo cực khổ ai lại ví đồng tiền. Trời đất ơi, em dám nói như vậy với khách à? Em nghĩ là anh đừng tự ái với em, vì em thấy anh nói với em rồi, nghèo quá đâu có tiền vào đây thường xuyên được em. Hôm nay mới chôm cũng vàng gối mới có tiền vô đây thăm em nè. Thôi anh đừng có đùa nữa, anh nói chuyện nghiêm túc đi nè. Ừ? Anh có đi làm không? Anh đang thất nghiệp, ăn bám vào ông già bà già. Chắc gia đình của anh giàu lắm hả? Hỏi chi vậy mới. Nếu anh không thích thì anh đừng trả lời. Thôi đừng có giận. Em nói về em đi. Về em hả? Ừ. Nói đi, đừng nói anh nói. Em thì chẳng có gì để nói cả. Cũng giống như hầu hết chị em ở đây thôi. Nghèo quá, phải chịu làm cái nghề này thôi anh à. Nhưng mà nhìn cái dáng em á nha,
không ai nghĩ là em nghèo đâu. Chắc là hoàn cảnh đặc biệt phải không? Anh nhận diện sai rồi. Sai cũng đâu có mất tiền đâu. Lan Anh, đêm nay đi chơi với anh nghe. Ủa, vậy sao anh nói là anh nghèo? Đã nói rồi, mới chôm của ông già một gói, mới hồi nãy anh bán sợi dây chuyền, còn lại tấm lắc và đôi bông tai đủ để chúng ta phung phí như vua chúa đêm liền. Đôi bông với tấm lắc có khắc tên của em trong này. Anh chôm ở đâu vậy mà anh được cả gói như vậy? Anh đã nói anh chôm của ông già anh. Bộ của em sao mà em giật mình như vậy hả? Dạ không, em bị người ta vụ lấy những vật này bị mất hết nên phải đi kiếm sống như vậy. Những vật này anh cho em chuộc lại nghe anh. Chuộc thì được thôi, có gì đâu khó, nhưng với điều kiện là em phải đi với anh đêm nay à. Nhưng mà anh có biết được ông già anh làm sao mà có những vật này không? Thì biết sao không biết, anh là trong nhà mà sao anh không biết được. Thì ông cũng chôm của người ta, anh chôm lại của ông. Nhưng anh có biết tên mà ông già anh chôm không? Và ông già của anh tên gì? Trời ơi, ông già anh mà sao anh không biết tên được? Em hỏi gì dữ vậy? Ông già anh tên là Vũ. Vũ gì? Khoan, nãy giờ sao sần sần quên tên ông gì? Vũ Sơn. Nghe nói có bà này em ơi, ổng dữ lắm em ơi. Nhưng mà bà tên gì anh có biết không? Có biết không? Hay là anh xạo nữa chứ biết cái gì? Chứ xạo cái gì, không dám xạo với em đâu. Để anh nhớ coi từ từ. Bà tên gì hả anh? Bà tên là Kim. Cái Kim gì cũng Kim quên. Gì? Trời ơi. Kim Thanh. Đúng rồi. Anh à, anh cho em chuộc lại nha. Thì không có chuộc, em làm gì á. Nhưng có bằng lòng đi với anh đêm nay không thì mới chuộc đồ chứ. Chuyện đi hay ở thì mình sẽ nói sau. Bây giờ anh cho em chuộc đi, rồi em sẽ nói chuyện này cho anh biết nè. Thôi mà, cái chuyện gì thì nói liền đi rồi anh cho chuộc nè. Trời đất ơi, ba của anh có vợ nhỏ rồi đó. Trời. Sao em biết? Bộ em là bồ không hả? Ê, đừng có nói bậy. Em hứa là sẽ chỉ chỗ cho anh biết vợ nhỏ của ba anh. Được, giờ em đưa tiền đây, anh cho chuộc lại liền. Hai món này á, tất cả là 600 ngàn. 600 ngàn. Được rồi, anh ngồi đây chờ em một chút nha, em đi lấy tiền. Quá lắm rồi, ông này cũng ghê gớm quá. Ở nhà ông ngủ kiếm chuyện, ra tiệm cầm đồ ngủ hoài, vậy là chắc rồi. Sẵn có Honda, anh làm ơn đưa em về nhà được không? Chở em. Dạ. Anh còn khoái nữa. Đi anh. Nói đi. Chồng nói. Biết chồng nói. Quá đi thôi à. Giờ không nói theo. Nói gì nó biết gì nó nói. Đưa mặt lên. Trời ơi. Sao? Tại sao những món đồ đó lại ở trở về chỗ cũ vậy? Tại sao vậy? Ai biết? Trời ơi. Giả chặt vô mặt anh giờ. Có phải anh phản bội tôi không? Trả lại cho nó không? Phải không? Không. Anh vẫn cất kính một chỗ mà. Cất kính một chỗ mà tại sao vậy? Tại sao kỳ vậy? Ai biết không? Ai biết vậy à? Ghét hết bây giờ. Thôi đi, anh đừng có giả vờ nữa. Anh thấy nó trẻ đẹp nên anh trả lại cho nó chứ gì, phải không? Thôi, đừng có nghi tầm bậy nữa đi. Chứ sao nghi? Anh không có gì với cô ta đâu. Không có hả? Chết. Chết rồi, hồi nãy đi đến đây anh quên khóa cửa ngoài. Anh muốn trở mặt kiếm chuyện đi về phải không? Phải không? Tôi biết mà, giọng điệu của đàn ông luôn luôn là như vậy không. Đã lường gạt thì đừng bao giờ dám mặt đến nơi này. Em ăn nói đàng hoàng chứ đừng lại
những lời xúc phạm. Em năn nỉ tôi và cất dùng giữ hộ. Thôi lần này đừng năn nỉ tôi tới nhà này à. Tại sao tôi gửi những món đồ anh giữ giùm mà bây giờ nó lại đeo lên người con kia? Tại sao vậy? Ai biết đâu. Em hỏi cô đó đi. Tại sao cô buộc tội tôi hoài vậy? Buộc cái gì? Những món đồ đó anh giữ, thà anh bán anh xài đi, chứ đừng có thấy tôi già hơn nó rồi cái anh tay lòng đổi dạ. Anh đừng có cái kiểu lường gạt nó nghe chưa. Đừng có kiểu lường gạt. Trời ơi, trời ơi, bữa nay đánh tôi được anh trời ơi. Ổn mà đánh chứ. Trời ơi, đánh tôi á, tôi không biết đánh lại. Đánh lại anh nè, đồ vũ khô, đồ khốn nạn. Người có quyền gì mà mày đánh tao à? Trời ơi, mày làm gì cái mặt mày đẹp lắm vậy mày đánh tao? Quyền gì hả? Trời ơi, dám hỏi tôi quyền gì phải không? Quyền làm người đó không? Tôi không có phải là kẻ lường gạt đâu. Người lường gạt chính là cô đó. Sao? Lúc đầu tôi không biết, tôi tưởng cô đem những cái món nữ trang đó cầm giùm cho ai. Và tôi sợ cô em dâu hờ của cô nó ăn cắp, nên tôi mới giữ giùm. Không ngờ bây giờ đó là hàng, đó là hàng của em dâu cô. Giả vô trộm. Đừng lại chưa? Không được. Trời ơi, không được thì mày đi đi. Đi về luôn. Lan Anh, nhờ em mà anh làm một việc rất là có ý nghĩa. Chuyện gì mà anh nói nhờ em? Thì ông già, bà già tự nhiên hòa thuận với nhau như vợ chồng mới cưới tình nói là tình. Anh làm sao mà hai người được gần nhau? Anh thật là hay quá. Anh làm như thế nào vậy? Thì vừa rồi cũng nhờ em chỉ dùng mua chiếc nhẫn nói của ba anh đưa. Bà cảm động khóc rồi hai bên thuận hòa. Bây giờ hai người như vợ chồng mới cưới. Thấy chưa, em nói có đúng hay không? Những vật của chắc ba anh đã quên. Vật gì? Thì vật của anh Chôm ổng đã quên rồi. Không quên cũng phải quên thôi. Hai người mới hòa hợp mà. Mà hỏi cái vụ đó đó là bể ha. Nè, anh coi chừng đó. Anh phải để mắt tới ba của anh nghe. Ổng tiếp tục làm lang bang nữa hả là tán gia bại sản đó. Được rồi, cảm ơn em nghe. Thôi, anh về nghe. Ai chở mày vậy? Honda ôm mà, thiếu gì người chở. Đứng lại mày. Trời đất ơi, đang nói chuyện với tao cái tự nhiên vừa nói vừa đi vậy. Bữa nay tao đã rõ rồi. Tưởng gì hư thân mất nết mà làm như ta đây. Ôm quần áo ra khỏi nhà tao ngay mày. Chị Thanh à, tôi đâu có xúc phạm gì đến chị mà chị lại nặng lời với tôi như vậy chứ. Chị biết việc của tôi làm như thế nào mà chị gọi tôi là hư thân mất nết. Bắt gặp tại trận. Thằng nào vừa mới đưa mày về đó. Vậy là cái chính chuyên đó hả? Mới xa chồng có vài tháng đã sanh chứng rồi. Nhơ nhớp mà bày đặt làm ra vẻ vợ yêu chồng lắm vậy. Nè nha, chị không biết thì thôi, chị đừng có nặng lời xúc phạm đến tôi. Tôi không chinh chuyên, nhưng không phải loại người tồi bay. Gồm góp tiền bỏ ra để mua chuộc đàn ông. Nói ai vậy? Nói ai vậy? Vậy mà người ta đã không đến mới là sỉ nhục. Cái thứ mê mệt đàn ông, cái đó mới là mất nết hư thân á. Nè nè nè, con kia, tao sẽ nói với thằng Sáng. Sinh cho anh Sang mà. Sao giờ chị còn tồi tệ hơn người ta nữa? Thì hồi đó khác. Hồi đó không thích chồng, bây giờ thích chồng. Trời ơi, đừng có nói dài dòng nữa. Ra khỏi nhà tao ngay. Đừng có lì lợm quá. Tôi có lì ở đây là vì em chị thôi. Nói thiệt nha, tại chị quá quắt nên tôi ở đây cho bỏ ghét. Chứ tôi cũng chẳng thích thú cái nhà này đâu. Tôi sẽ ở lì cho đến khi nào anh Sang về đây.
con người của anh ấy tốt đẹp chứ không có như chị đâu. Nè con kia, tao mà không tốt hả? Tao không tốt mày không có được ở yên với tao đâu. Chỉ cần mấy trăm ngàn á là tiêu đời mày liền hà. Mướn người ta chơi có một chai axit thôi là xong ngay cưng ơi. Chị tưởng lúc này dẹp hết pháp luật rồi sao? Tôi mà tiêu đời á thì chị cũng rủ xương ở trong tù thôi. Trời ơi hù. Trời ơi, đem cái chuyện tù ra hù với tao. Không có chuyện đó đâu cưng à. Tao không có thèm nói chuyện với mày đâu. Không có thèm nói chuyện với mấy con liều mạng. Để thằng Sang về đây rồi nó sẽ biết thôi à. Cho mày biết nha, hôm nay là ngày lãnh lương của thằng Sang nè. Tao đi lãnh coi ai làm gì tao cho biết. Nếu không nhờ lương của anh Sang thì người ta chỉ là con bắn chè thôi. Ừ, vậy đó. Vậy mà tôi thấy người ta họ thức mới ngộ. Muốn lãnh lương mà lãnh không được. Ai tức chẳng qua thấy được người cho vui. Chứ tiền á là tiền của người khác mà. Mà mình đi lãnh nuôi trai mới là kỳ lạ. Ê, mày nói cái gì? Tao không có nhịn nữa à. Thì chị làm gì? Làm thử cho biết đi. Bởi tại tao thương em tao, tao không ăn thua với mày. Thì đi lãnh lương đi. Ông Sơn lúc này hơi mập rồi đó. Ờ thì tao nuôi. Ờ thì kệ. Tao đi lãnh lương. Lãnh lương để trễ giờ. Đi lãnh lương. Lương 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 lương. Chị chồng nàng dâu, mình chỉ muốn làm cho lợi gan thôi. Chứ mình cũng không thích sống trong cái cảnh chị chồng nàng dâu như thế này. Xin lỗi, đây có phải là nhà của cô Lan Anh không cô? Dạ đúng rồi, có chuyện chi không bà? Có chứ, rất quan trọng. Rất quan trọng? Có chuyện gì mà quan trọng? Tôi cần gặp cô Lan Anh tôi mới nói được. Dạ, Lan Anh là tôi đây. Có chuyện gì quan trọng xin bà cứ nói. Thôi khỏi mở làm gì. Chuyện này người khác biết cũng không hay ho gì đâu. Có chuyện gì mà hai bà làm cho tôi hồi hộp quá vậy? Xin lỗi. Cô biết ông Sơn chứ? Dạ có biết. Có phải ông ấy hay lui tới nhà này không? Dạ có. Nhưng mà lúc trước kìa. Chứ bây giờ thì. Bây giờ thì hay, hay. Kỳ kỳ vậy? Sao? Ờ, vậy cô này không phải là vợ bé ông Sơn sao? Hả? Ông Sơn? Còn mấy bà nói vợ bé nào? Không có biết vợ bé nào hết. Cô này là vợ tôi. Không có bà vợ bé ai hết á. Mấy người đánh vợ tôi như vậy nè. Tôi nói cho mấy người biết nha. Bây giờ mấy người tính sao đây? Ha, bây giờ các người muốn tôi đem ra công an xử lý phải không? Chết mẹ. Ơi, lộn tiệm rồi. Năm ơi đánh lầm rồi năm ơi. Dạ xin lỗi cậu. Dạ chúng tôi là người đánh mướn thôi. À, người đó nói cô này giật chồng của bả đó. Giật chồng của bả hả? Bà nào vậy? Phải bà Sơn không? Dạ chúng tôi không có tiết lộ được. Vậy là má tôi rồi. Cho mấy bà biết nha. Ông Sơn là ông già tôi. Vậy cậu đây là cậu thân rồi phải không? Chứ ai. Thôi 50 năm rút lui lẹ đi về 50 năm. Đi đây. Cái gì vậy? Cái gì mà làm gì mà rần rần trong nhà tôi vậy? Hả? Cái gì vậy? Còn cậu này, có phải mấy người đàn bà vừa đánh con Lan Anh là do cậu mướn đánh ghen đó phải không? Nói bậy đi. Thấy Lan Anh bị đánh, tôi bất bình nhào vô can. Chứ tôi đâu có vợ con gì đâu mà phải đánh ghen. Tôi nhớ ra rồi. Nếu tôi không lầm thì cậu là người thường xuyên đưa đón con Lan Anh đi làm phải không? Chúng tôi là bạn của nhau thôi. Thôi, cậu
đừng có nói gì cả. À, có phải hai người đàn bà vừa đánh con Lan Anh, vợ cậu mướn phải không? Tôi chưa có vợ mà mướn cái nỗi gì. Thấy Lan Anh bị đánh á, tôi nhào vô ngăn cản. Chứ vợ con hồi nào mà chỉ nói mướn đánh nghe. Nè đừng chọc mũ tôi nghe bà chị. Cậu quan hệ với Lan Anh nó ra sao mà vừa xảy ra là có cậu đến ngay? Thì chúng tôi quan hệ với tính cách bạn bè. Bạn bè khi hữu sự là tôi tới tiếp tay. Ở đâu, ở đâu mà đứng sẵn để tiếp vậy bạn? Thì tình cờ tới đây định chở Lan Anh đi làm, thì thấy việc bất bình nhảy vô can thiệp chứ có gì đâu. Nhờ vậy người ta được thoát nạn. Người ta nào thoát nạn? Không lẽ tôi hả? Cái gì? Thì chị được thoát nạn chứ ai. Quên. Cái gì? Phải, vợ bé ông Sơn được thoát nạn. Ê, không có nói bậy à nghe. Mời cậu ra khỏi nhà tôi ngay à nghe. Lan Anh, nó là em dâu tôi. Tôi không muốn có người lạ mặt trong nhà tôi sanh chuyện lôi thôi. Nhưng cô Lan Anh cần người săn sóc giùm. Khỏi, nó không chết đâu mà cậu phải lo. Chuyện này để cho tôi. Nhưng tôi giúp giùm đỡ cho cổ vậy. À, cổ hơi tỉnh rồi. Anh Thân, em nhờ anh đến nhà hàng giùm em. Xin phép em nghỉ dài hôm. Em đừng lo, anh nói là em cảm nặng. Em yên tâm đi, anh lên. Sẽ biết được kẻ âm mưu thầm hại quan. Trời, chuyện này mà thầm hại cái gì? Rõ ràng như ban ngày quá mà. Chứ không phải người ta sợ bị đánh ghen, người ta mới tìm vợ ông Sơn để âm mưu làm nhục tôi. Chuyện này thế nào cũng lòi mặt chuột ra thôi. Lòi mặt chuột mà người ta không bị nhục kìa. Còn kẻ không đốt nhà mà bị đánh ghen mới là tức cười chứ. Có phải nó thường xuyên đưa đón cô không? Anh Sơn, cô không ngờ, cô không ngờ cô lại như vậy. Cô có biết rằng, cô có biết rằng tôi ao ước được trở về để gặp mặt cô như thế nào không? Vậy mà tôi vừa bước chân lên tàu, tôi nghe chị Thanh kể về cô rất rành. Tại sao vắng tôi cô lại đành lòng như vậy? Anh Sơn à, anh hãy bình tĩnh mà nghe. Có lửa làm sao có khói cô? Anh chỉ biết nghe chị của anh thôi.
không được nói chị tôi như vậy nghe chưa. Tôi lầm mà, tôi lầm khi lấy một người con gái hư hèn vậy đó. Anh lầm, anh lầm hay là tôi đã lầm chứ? Tôi nói cô đó. Anh hãy nói lại đi, tôi hay là chị của anh? Ừ, tôi nói cô đó. Ơi, chửi liên tục ha, chửi tối tăm mặt mày hết trơn ha. Nhưng mà thôi, tôi có nói gì thêm nữa tôi cũng vô ích thôi. Tôi đi. Tôi đi nghe anh Sang. Bộ muốn tự vẫn sao mà? Phải, tôi muốn tự vẫn chết đây. Ý trời, Lan Anh, còn Thái Sang đâu? Anh là ai mà biết tôi và Thái Sang? Tôi là Phong, là bạn của Thái Sang nè. Làm gì khổ muốn chết lận. Thái Sang nó hiền lắm mà. Anh đã lầm rồi. Thái Sang mà hiền à? Anh mới vừa đuổi tôi đi đây. Sao? Anh ấy đuổi chị à? Vô, vô quán này ngồi nghỉ đi chị. Đi. Ngồi đi chị. Cho hai chai nước ngọt. Chị uống miếng nước đi rồi kể cho tôi nghe. Biết đâu nghe xong tôi có thể giảng hòa cho hai người. Rõ ràng anh Phong đã dẫn Lan Anh vào quán. Trời ơi, tình cũ họ trở lại với nhau. Anh Phong, tại sao anh lại giả dối với em? Sao anh hài lòng như vậy chứ? Chứng nhận số phận tình.
hai người không thể xa nhau một cách vô lý như vậy được. Để tôi chở chị lại nhà Thái Sang, hai người sẽ hiểu nhau thôi. Mời chị, mời chị ra xe, tôi chở chị đi liền. Đi chị. Chị ngồi tạm ngoài xe nha, để tôi vào trước xem sao. Chị Thanh, chà, tiền đâu mà chị đếm nhiều quá vậy? Ủa, Hoài Phong, trời ơi, lâu quá mới gặp, đi đâu mà mất biệt vậy? Bộ vợ nhốt ở nhà hả? Thái Sang có ở nhà không chị? Thái Sang hả? À, có, à, nó mới về rồi lại đi nữa rồi, em đến chậm có một chút xíu hả? Rồi sao Sang đi gấp quá vậy chị? À, vì tàu đi rồi, nên nó phải lật đật đi xe đò ra Nha Trang. Nghe nói tàu ra bốc hàng thêm, tình cờ chỉ lên công ty lãnh lương đó thì nó đi rồi. Còn Lan Anh vợ của Sang không có ở nhà sao chị? Ủa, em cũng biết con đó sao mà hỏi chị? Dạ biết chứ, bộ hai người ở riêng, không ở chung ngay nhà. Thôi đừng có nhắc con ấy, chị thêm bực mình. Thấy thằng Sang khổ, chị đã đuổi nó. Cô ấy làm gì mà chị đuổi đi vậy? Ôi trời ơi, nhiều chuyện lắm em ơi. Có chồng mà đi làm tiếp viên nhà hàng, mà làm cái nghề đó có mấy ai hiền hậu đâu em. Thằng Sang tệ quá. Lương của nó không đủ nuôi vợ sao mà? Không phải vậy đâu Phong à. Lương của nó mà nuôi vợ rồi, lấy gì nuôi chị đây? Chắc chị lãnh lương hết nên Lan Anh mới đi làm. Thì phải làm mới có ăn chứ. Chứ ai nuôi nổi ở không mà ăn. Tôi hiểu phần nào, tôi xin chào. Để hôm nào Sang về tôi ghé thăm. Ờ, mà gặp con đó em phải coi chừng nha. Cái thứ bán nhà hàng hư thân bất nết, thằng Sang không chết nhờ có chị đây. Dạ thôi, tôi không thích nghe chuyện của người ta, nhất là nói xấu, tôi nghe mệt vô cùng. Thôi, tôi đi nghe chị. Sang ra Nha Trang rồi, chị nên ra ngoài đó kiếm ảnh, không nên để anh ấy ra đi với tâm trạng u uất. Cần phải giải tỏa hiểu lầm đó. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng còn kẹt phải đi làm, vì tôi còn mắc nợ họ. Không trả đúng kỳ hẹn thì số tiền đó vẫn còn nguyên, vì tôi trả góp hàng ngày theo tiền đi làm. Bởi vậy gặp chuyện gì tôi trả hoài không hết. Nếu vậy tôi cho chị mượn để chị trả dứt nợ cho người ta. Cần phải giữ hạnh phúc của mình chứ. Anh Phong à, tôi làm phiền anh nhiều quá. Không sao đâu, tôi là bạn thân của Thái Sang, cần phải giúp cho nó chứ. Ngày mai chị đi với vợ chồng tôi ra Nha Trang kiếm anh ấy nha. À, chị Phượng đâu mà hôm nay anh đi có một mình vậy? Minh Phượng đã ở nhà cô ấy. Tôi đang đi đón cô ấy thì chị lao ra đường, xích chút nữa rắc rối cho tôi rồi. Trời ơi, chắc nãy giờ chị ấy chờ anh dữ lắm đó. Không sao đâu, Phương biết được các còn mừng nữa à. À, chị làm ở nhà hàng nào? Dạ, Hương Xuân. Để tôi đưa chị đến đó nha. Má, vợ con đâu má? Ủa, hồi sáng con chở vợ con đi mà. Thì con chở về bên ba của Phượng, bảo chờ chút con đi mua đồ, kẹt gặp người bạn nên trở lại trễ không gặp Phượng. Rồi vậy là nó chờ con lâu, nó giận con rồi đó. Người bạn này vợ con biết mà, Lan Anh đó má. Lan Anh? À, Lan Anh hồi đó cho mình đứng ở ngoài mưa đó phải không con? Thôi má, chuyện cũ rồi mà má. Chứ má có nói nghĩ đâu. À kìa, vợ con nó về rồi kìa. Để má ra làm sao nó côn. Em đi đâu mà bây giờ mới về? Chứ anh đi đâu mà bắt tôi phải chờ. Anh đi xe hơi, còn tôi đi bộ về chậm hơn chứ sao. Nói thật đi, nếu em đi bộ về á thì cũng về lâu rồi.
Về chậm cũng có lỗi nữa sao? Vậy chứ còn anh, ai cấm anh chứ? Nhưng anh đâu có làm gì bậy bạ đâu. Vậy chứ bộ em làm bậy sao? Anh không làm gì bậy bạ đâu, chỉ dẫn người ta đi uống nước thôi à. Em nói cho rõ ràng à, người xưa nào còn xưng tôi nữa hả? Thôi đi, anh đừng có giá mù sa mưa. Anh đi với người xưa, chính mắt em nhìn thấy anh rõ ràng. Anh bước tay anh tình tứ lắm mà. Mới sáng này nè mà anh làm bộ quên sao? À, đó là chị Lan Anh. Bởi vậy người ta nói thật không sai, tình cũ không rủ họ cũng tới ngay. Đừng có ghen bông ghen do nói tầm phào. Ai ghen, tôi chỉ tức mà thôi. Gặp người xưa em không nói làm chi, nhưng mà người ta đã có chồng rồi. Chồng chị ấy với anh là bạn thân thiết, vậy mà anh lại... Trời đất, em hãy nín đi. Cái mặt giận mà thấy ghét kia chưa? Muốn hiểu thế nào ngày mai gặp chị Lan Anh. Bây giờ vợ chồng mình đi ngủ nghe em. Anh ngủ đi, em không có buồn ngủ chút nào. Thôi mà, để anh bồng em vô. Mời chị lên xe. Phiền anh chị quá. Không có chi, bạn bè cả mà. Phải chi có Thái Sang cùng đi thì hay quá. Điều đó là đương nhiên. Tại không có anh ấy, chị Lan Anh mới đi với mình. Anh nói kỳ cục à. Không có anh Sang, anh càng vui nữa. Thôi mà, có gì đâu mà cự. Có khó chịu á, một chút nữa ngã trên vai anh ngủ đi. Em ngủ một chớp cái là tới liền à. Không dám ngủ đâu. À, không ngủ thì thức xem phong cảnh cho vui nha. Thôi, mình đi. Xe đến nhà mà anh không có kêu em à? Thấy em ngủ sai quá cho nên anh không kêu. Đợi đến anh mới kêu. Thôi, giờ em vào phòng ngủ tiếp đi. Hồi nãy gần tới Nha Trang anh không đánh thức em để em xem cảnh, giờ còn ngủ gì nữa. Vậy em ngồi chơi với chị Lan Anh ha. Anh vào cất đồ nha. Công nhận là anh Phong chiều Minh Phượng dễ sợ. Có người chồng như vậy ai mà không muốn. Chị thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Thôi, bây giờ đến lượt tôi đi ngủ. Em nói chuyện với chị Lan Anh nha em. Anh mệt quá à. Vâng, anh Phong cứ nghỉ đi. Chị em tôi ngủ no rồi. Chị ngồi chơi với vợ tôi nghe chị. Chị Phượng thật là có phước á, gặp được một người chồng tuyệt vời. Vậy chứ anh Sang không phải là người chồng tuyệt vời sao? Anh ấy cũng yêu mình, nhưng không hết lòng như anh Phong đối với chị đâu. Sao chị nói vậy? Tình yêu nào lại không giống nhau? Có lẽ anh Sang ít biểu lộ ra ngoài thôi. Điều ấy thì mình cũng không rõ. Nhưng nếu anh ấy yêu mình thật tình thì không đối với mình như vậy đâu. Nếu như là anh Phong thì khác hơn. Anh biết luôn chiều và thật lòng yêu vợ nhiều thêm.
Chị đừng buồn, thế nào ngày mai anh chị sẽ hòa hợp với nhau thôi. Trong lúc giận hờn ai cũng thiếu nghĩ suy, khi lòng đã nguôi anh ấy sẽ nghĩ lại. Cảm ơn Phượng An đuổi tôi, khi tôi ra đây tôi cũng rất hy vọng là làm sao gặp được chồng mình để bày tỏ nỗi quan tâm. Phải hồi đó chị bằng lòng lấy anh không, thì chị đâu còn buồn sợ lòng đông. Phương ơi, mỗi người đều có một số phận, Phương được anh không yêu chiều. Nếu anh lấy người khác chưa chắc làm sao Minh Phượng biết chắc? Trong khi cả hai không yêu nhau thì làm sao lấy được? Về phía anh Phong thì tôi không biết, chứ về phần tôi thì lúc đó tôi đang yêu anh sang đậm đà tha thiết, nên cuộc hôn nhân và anh Phong khó được duyên thành. Tôi đang yêu sang mà bảo dứt đoạn sao đành. Với Phong tôi chỉ gặp một hai lần gì đó, làm sao có cảm tình để mơ. Cùng khổ sở nay hiểu rõ tôi sẽ
Minh Phượng ơi, vào ngủ đi, chắc khuya quá rồi, để cho Lan Anh nghỉ nữa. Nói chuyện hoài vậy. Anh Phong chỉ cho chị biết phòng chưa? Rồi, lúc mới vào, cảm ơn Phượng nhiều lắm. Chắc lúc tôi còn ngủ trên xe phải không? Lúc nào anh Phong cũng đối với chị ưu tiên hơn tôi. Tôi xin chào nghe. Chúc Phượng ngủ ngon nha. Mới có 11 giờ đêm à? Em nói chuyện gì mà nói dữ vậy? Thì nói chuyện đời chơi thôi. Chứ anh đi cưới Lan Anh đó. Nhưng mà bây giờ em là vợ, chứ phải cô ấy đâu. Nhưng mà em chỉ là kẻ đến sau. Tại anh không cưới được Lan Anh phải không? Không phải vậy đâu em. Lúc anh hỏi Lan Anh thì do má anh chủ động. Anh chỉ vâng lời của má. Quay quần muốn cưới đại cho xong để làm vừa lòng má anh mà thôi. Vậy anh mới cưới em cũng giống như vậy. Đừng có nói bậy, đó là do anh thuận lòng. Chứ lúc đó vì em có ép cách mấy anh cũng không, mà má anh cũng ngại cuộc hôn nhân như vậy. Nói cho em biết, không ai yêu em bằng anh đâu. Cưới vợ gì bài mưu mới được đồng phòng. Bởi vậy bây giờ người ta mới yêu lại, còn sợ mất tình yêu bị chia sẻ cho người nào. Bậy đi, má đang mong có cháu nội để bồng đó. Chuyện mình không nói mà nói chuyện người ta. Em cũng không có thích cất con sớm đâu. Không thích phải không? Vậy anh sẽ nhờ người khác đẻ giùm. Đừng có ghen à nha. Nếu anh muốn cứ nhờ người khác đẻ đi. Chỉ thử có một chút mà vậy đó. Bây giờ anh đã chứng minh với em là anh yêu em luôn. Em là tất cả của anh mà. Cái ghét, đừng có làm bộ nịnh. Phượng à, mình thật buồn vì anh Phong và Phượng bỗng nhiên giận nhau.
làm cho mình áy náy quá. Anh chị giúp tôi nhiều, tôi không quên ơn được. Chẳng may tàu của chồng tôi tách bến, mình ra không kịp, nên anh Phong cho tôi vào làm trong công ty của ảnh để có đồng lương sinh sống tạm. Mình mong Phượng đừng ngờ quan cho anh Phong. Chị khỏi cần nói, chồng của tôi biết. Không lẽ anh ấy và chị có gì mà chị khai ra sao? Tôi đâu có mù đâu. Trời ơi, chị Phượng, bây giờ tôi có nói gì chị cũng không tin. Nhưng tôi mong chị hiểu rằng anh Phong rất yêu chị mà. Tôi biết điều đó hơn chị, nhưng tôi không muốn, chồng tôi chia sẻ tình cảm cho ai cả. Trời ơi, chị biết chị đang ở trong nhà này. Mình biết, nhưng đã lỡ chờ anh sao? Hơn nữa ở đây có công việc làm đàng hoàng, nên tôi cũng mừng là mình tạm sống được, chứ mình không muốn làm nghề tiếp viên ở nhà hàng. Lòng trong sạch nhưng rất phũ phàng, mười người hết chính cho mình là bận nhớ. Phượng ơi, Phượng hãy thương mình nghe. Làm phiền gì vợ chồng mình, cơm nước thì đã ăn trong công ty rồi, còn chuyện ở thì đâu có ở bao nhiêu. Nhưng chính vì Lan Anh mà em và anh sinh ra bất hòa. Em không muốn Lan Anh ở trong nhà này. Em nên nhớ là anh có quyền chứ, em không có quyền đuổi bạn anh ra khỏi nhà này. Anh Phong, xin anh Phong bớt nóng, chuyện này có thể giải quyết được mà anh chị. Ngày mai tôi sẽ xin vào ở tập thể. Đâu có được, chị vào đó ở làm sao tôi dám nhìn mặt Thái Sang. Chị cứ ở nơi đây, không lẽ bạn bè không giúp được sao? Minh Phượng sẽ không làm gì chị đâu. Dù sao Minh đi Phượng cũng là vợ, mà vợ là phải nghe chồng giải khuyên, đâu phải thấy tôi nhượng bộ rồi lân lướt hoài sao. Hơn nữa chỗ bạn bè mình giúp đỡ lẫn nhau mà. Không lẽ anh coi trọng bạn vợ của anh hay sao? Phải đi làm việc mà mình chở ra đây để Lan Anh tìm chồng. Tôi không ngờ ngày nhà này có mặt Lan Anh, anh quá chăm lo còn lo cho vợ. Nè, em đừng hồ đồ xúc phạm đến Lan Anh nghe chưa? Phải mà, tôi là kẻ đến sau cho nên phải chịu thiệt thòi. Anh muốn ngày trước ai bưng lễ vẫn xin hỏi vợ, người ta chi anh mới cưới con này. Phượng, anh Phong, tôi thấy tình cảnh như vậy tôi cũng xin nghỉ việc để gia đình anh. Tôi chào anh chị, tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm. Kìa, Lan Anh.
nữa của tôi. Lan Anh, Lan Anh ơi, Lan Anh, tỉnh lại đi Lan Anh, tỉnh lại đi em ơi, Lan Anh, tỉnh lại đi em ơi. Trời ơi, em đừng làm anh sợ Lan Anh ơi. Chuyện của em Hoài Phong đã kể đành cho anh rõ rồi. Tại sao, tại sao em không chờ anh về để ngọn nguồn phân tỏ, mà em dội quyên sinh để gạt bỏ bao kỷ niệm qua rồi. Hãy tỉnh lại đi em, anh muốn nghe từng lời nói ngọt ngào. Anh vẫn biết không có gió lá vẫn lay đồng, nghịch cảnh chỉ chồng đã bức hiếp nàng dâu. Đi làm xa về anh có biết gì đâu, vì nghe lời chỉ mà bể dấu biển đồng. Nay anh về chúng ta giang đôi tay mở rộng, để tuyển vào nhau cho ấm lại đôi tâm hồn. Khi mới yêu nhau là muôn ngàn trái đắng, khi đã yêu rồi là muôn vạn trái ngang. Anh biết tình yêu em đã chết như dòng sông lạnh chẽ làm đuôi ân tình. Lan Anh, em đã tỉnh lại rồi. Lan Anh ơi, anh mừng quá. Hoài Phong đã đến, anh đưa em về nghe. Không. Lan Anh, anh hãy giang ra đi. Lan Anh, em muốn chết ẩu như vậy, thiếu chút nữa em ân hận suốt đời rồi đó, thấy không? Từ rài sắp lên, em ghen ít lại một chút. À, Hoài Phong nè, có lẽ ta xin chuyển luôn ra ngoài này. Tao không thể sống chung với bà chị của tao được. Đó là chuyện của mày, tao đâu có dám xen vô. Nhưng mà giúp đỡ thì tao sẵn sàng mọi mặt. Tao nghe nói mày cũng đã giúp vợ tao có chuyện làm. Tao xin chuyển ra đây là hợp lý. Lăng anh em, từ nay ta không còn sống trong cảnh chị chồng nàng dâu nữa. Anh Sang, Lan Anh.